Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách kê khai, từ khai, thuế thu nhập doanh nghiệp có kèm phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị định 132, phụ lục 01. Để lập được phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị định 132, phụ lục 01 thì các bạn phải vào thuế thu nhập doanh nghiệp, chọn tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo thông tư 80, chọn kỳ quyết toán mà các bạn cần quyết toán và chọn phụ lục 03-1A là phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh và phụ lục giao dịch liên kết số 01. Các bạn nhấn vào đồng ý. Các bạn sẽ khai báo số liệu ở trên phụ lục 03-1A trước. Các bạn căn cứ vào số tiền của các tài khoản từ loại 5 đến loại 8 trên bảng cân đối tài khoản để chúng ta điền vào. Sau đó các bạn sang phụ lục giao dịch liên kết. Các thông tin điền lên phụ lục giao dịch liên kết bao gồm tên các bên liên kết như là các bên vay cho vay, mượn cho mượn. Thì chúng ta điền vào đây. Giả sử các bạn vay ngân hàng thì các bạn điền thông tin của ngân hàng, điền mã số thuế của ngân hàng vào. Hoặc là các bạn vay mượn của cá nhân thì các bạn điền tên cá nhân và mã số thuế cá nhân vào. Trong một năm các bạn có quan hệ liên kết với nhiều bên thì các bạn sẽ phải khai báo đầy đủ tên bên liên kết. Nếu thiếu dòng thì các bạn nhấn F5 để chúng ta thêm dòng. Và hình thức quan hệ liên kết, chúng ta căn cứ vào Nghị định 132, các bên có quan hệ giao dịch liên kết. Mục A là một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia. Mục B chính là cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Còn mục C là một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về góp vốn của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia. Và mục D là một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào. Ở đây chính là trường hợp mà chúng ta vay ngân hàng. Với điều kiện là ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ chung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. Mục D ở trên HTKK chính là một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm giữ quyền kiểm soát của doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành. Mục E là hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba. Điểm G là hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự tài chính. Và điểm H là hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc là cơ sở thường trú của tổ chức cá nhân nước ngoài. Điểm Y là các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp. Điểm K là các trường hợp khác, trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia. Và điểm L là doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận, chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, vay cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế. Thì các bạn xem chúng ta thuộc quan hệ liên kết nào thì chúng ta chọn điểm quan hệ tương ứng với lại quan hệ giao dịch liên kết đó. Ở đây là tôi vay ngân hàng, do đó tôi chọn điểm D. Trong trường hợp nếu như các bạn thuộc diện miễn trừ thuộc điều 1 thì các bạn tích vào ô vuông thứ nhất. Thì như vậy các bạn sẽ không cần phải khai báo các thông tin ở bên dưới nữa. Còn nếu các bạn điền các thông tin từ mục 2A, B hoặc C thì các bạn sẽ phải điền các cái thông tin ở mục 3 là mã và 4 là mã. Ở đây tôi ví dụ tôi tích vào 2A. Thì xuống phần mục 3 các bạn sẽ điền các thông tin số liệu vào. Tại cột 3 và cột 7 thì phần mềm sẽ tự hiển thị ra số tiền chênh lệch. Ở cột 3, tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh chính là liên quan đến doanh thu. Còn
cột 7 chính là tổng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí. Thì như vậy các bạn sẽ lấy số tiền của tài khoản 511 cộng 515 cộng 711 chúng ta điền vào chỉ tiêu số 3. Và lấy số tiền của các tài khoản loại 6 cộng loại 8 để các bạn điền vào chỉ tiêu số 7 này. Và các chỉ tiêu đằng sau đó thì các bạn có phát sinh thì chúng ta điền. Còn nếu không thì các bạn bỏ qua. Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết thì tức là chúng ta có phát sinh doanh thu hoặc chi phí từ cái số tiền mà các bạn đi vay đó thì các bạn điền vào mục 2 La Mã và lựa chọn phương pháp xác định giá sao cho phù hợp. Để lựa chọn được phương pháp xác định giá thì chúng ta phải tích vào mục 2B hoặc là 2C thì chúng ta mới xác định phương pháp xác định giá. Còn nếu như các bạn không biết lựa chọn mục 2A hay 2B hay 2C thì các bạn có thể bỏ trống và chúng ta khai báo mục 4 kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết để chúng ta xác định chi phí lãi vay được trừ hay là không được trừ. Phần người nộp thuế đã ký thỏa thuận trước với phương pháp giá xác định tính thuế. Nếu có thỏa thuận thì các bạn tính vào, tích vào có, còn nếu không thì chúng ta tích vào không. Ở đây thì chúng ta không thỏa thuận với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá nên là tôi tích vào không. Và lúc này chúng ta sẽ điền được số liệu vào cột 5 và cột 6. Dòng thứ nhất là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chính là số tiền của tài khoản 511. Để tiết kiệm thời gian thì tôi đã điền số liệu lên trên bảng tính giá giao dịch liên kết này rồi. Và số liệu này thì cũng được lấy từ phụ lục 03-1A của quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Và số tiền phát sinh liên quan đến hao mòn của tài khoản 214 trên bảng cân đối tài khoản. Thì tại phụ lục giao dịch liên kết mục 4 này tôi sẽ điền doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tôi điền vào dòng thứ nhất. Trong đó doanh thu bán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, nếu như công ty mà có hoạt động xuất khẩu thì chúng ta sẽ lọc doanh thu của dịch vụ xuất khẩu điền vào dòng thứ hai này. Còn nếu không có thì các bạn để là bằng không. Các khoản giảm trừ doanh thu không có thì chúng ta bỏ qua. Tiếp theo là đến giá vốn thì chúng ta điền vào dòng thứ tư này. Chi phí bán hàng không có thì chúng ta bỏ qua. Chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta điền vào chỉ tiêu số 7 ở cột số 5. Tiếp theo là đến doanh thu hoạt động tài chính 515. Đối với công ty mà có hoạt động xuất nhập khẩu cuối kỳ có đánh giá chênh lệch tỷ giá thì các bạn sẽ mở sổ chi tiết của tài khoản 515 ra và chúng ta chỉ lấy số tiền liên quan đến chi phí lãi tiền gửi và cho vay để chúng ta điền vào chỉ tiêu 8.1 này. Còn lãi của việc đánh giá chênh lệch tỷ giá thì các bạn không được điền vào chỉ tiêu 8.1. Chi phí tài chính là tổng số tiền của tài khoản 635 trên bảng cân đối tài khoản. Trong trường hợp nếu công ty các bạn có hoạt động về xuất nhập khẩu cuối kỳ có đánh giá chênh lệch tỷ giá, có phát sinh việc nghiệp vụ liên quan đến 635 thì các bạn sẽ tích vào tài khoản 635, mở ra chi tiết và chúng ta chỉ lấy số tiền của nghiệp vụ liên quan đến lãi tiền vay để chúng ta điền vào chỉ tiêu 9.1. Ở đây thì không có hoạt động xuất nhập khẩu, không có đánh giá chênh lệch tỷ giá nên chỉ tiêu 9 bằng 9.1 luôn. Trong đó 9.1B tôi xác định được tổng chi phí lãi vay sau khi trừ đi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh ở trong kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 30% là 311.378.600 đồng thì tôi điền vào chỉ tiêu 9.1A và số không được trừ thì tôi sẽ điền vào 9.1B. Và tại sao lại tính ra được cái số tiền này thì các bạn nhìn công thức tôi đã đặt ở trên bảng tính giá giao dịch liên kết. Bắt đầu từ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thì sẽ bằng doanh thu bán hàng cộng với lại doanh thu hoạt động tài chính mà trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính. Và EBITDA được tính bằng lợi nhuận cộng với lại lãi vay mà trừ đi 515 cộng với 214 thì chúng ta sẽ tính được tổng chi phí lãi vay nhỏ hơn 30% sẽ bằng EBITDA mà nhân với lại 30% sẽ ra cái số chi phí lãi vay được trừ. Số không được trừ thì sẽ bằng tổng chi phí lãi vay mà trừ đi chi phí lãi vay được trừ.
Đấy, thì sẽ ra chi phí không được trừ. Và chi phí không được trừ đó được điền vào chỉ tiêu 9.1B. Tiếp theo đến hao mòn, chúng ta điền vào chỉ tiêu số 10 này, dòng số 10. Thì lúc này phần mềm sẽ tính ra cho các bạn tỷ lệ chi phí lãi vay là 30%. Thì như vậy, chi phí lãi vay được trừ chúng ta sẽ được ghi nhận là 311 triệu. Còn không được trừ này, các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Và chỉ tiêu B4 này sẽ được cộng chi phí khác của tài khoản 811 của các nghiệp vụ liên quan đến các khoản phạt thuế cộng với lại chi phí lãi vay không được trừ. Ở đây tôi giả sử như 811 các khoản phạt là 3.148.951 đồng, mà tôi cộng với lại chi phí lãi vay không được trừ bằng 6.770.852 đồng. Tôi sẽ điền vào chỉ tiêu B4 của tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Và lúc này thu nhập chịu thuế của chúng ta sẽ là 458.229.970 đồng. Và từ đó các bạn sẽ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ở chỉ tiêu C7. Đó là cách mà chúng ta xác định chi phí lãi vay được trừ hay không được trừ khi mà chúng ta lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Và số không được trừ này ở trong kỳ này thì chúng ta sẽ được chuyển sang kỳ sau để chúng ta trừ tiếp. Thì sang tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm sau, các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu B11 là chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này. Và số tiền này sẽ được chuyển trong vòng 5 năm liên tục. Giả sử như là sang năm 24, các bạn xác định giá giao dịch liên kết và xác định chi phí lãi vay được trừ hay không được trừ là số âm chẳng hạn, thì các bạn sẽ được chuyển toàn bộ 3.621.000 này vào chỉ tiêu số 11. Đấy, để chúng ta xác định giao dịch liên kết. Còn giả sử như là sang năm 2024 mà chi phí lãi vay được trừ đang nhỏ hơn chi phí tài chính. Giả sử như đây là năm 2024 đi. Thì chi phí lãi vay được trừ đây đang nhỏ hơn. Tôi giả sử đây chi phí tài chính là 104 triệu. Đấy, thì chi phí lãi vay được trừ là 128 triệu. Đấy, trong khi đó chi phí tài chính trong năm 24 của chúng ta là 104 triệu thì các bạn được trừ hết toàn bộ 104 triệu này cộng với số tiền 3 triệu của năm 2023, các bạn điền vào chỉ tiêu B11 nữa. Còn nếu như lãi vay của các bạn gần bằng với lại tổng chi phí lãi vay được trừ, ở đây tôi ví dụ là giả sử như là ở năm 2024 chi phí lãi vay của các bạn là 127 triệu mà trong khi đó lãi vay được cho phép là tối đa là 128 triệu. Mà trong năm 2023 chúng ta được chuyển sang 3.621.000. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy tối đa mà trừ đi mức được khấu trừ, trừ đi cái chi phí được trừ là 127 triệu thì còn 852 triệu 055.000. Thì lúc này ở năm 2024 điền lên chỉ tiêu B11 sẽ là 852.055 đồng thôi. Đấy, các bạn không được chuyển hết 3.621.000. Nếu các bạn chuyển hết thì nó sẽ bị vượt 128 triệu. 127 mà cộng với lại 3 triệu thì nó là 131 rồi, vượt cái chi phí lãi vay được trừ rồi. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách xác định chi phí lãi vay được trừ hay không được trừ khi mà lập phụ lục giao dịch liên kết nghị định 132 trên phần mềm HTKK.